Xin chào tất cả các bạn nha, à, chúng ta đang giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10, đề thi chính thức của Sở Dục và Đào Tạo thành phố Hà Nội, Đà Nẵng các bạn Rồi, à, năm 2016 thì thầy không kiếm được đề mới nhất các bạn, à, có một số năm các bạn nói rằng đề chuyên Anh ở Đà Nẵng thì không có tổ chức Vì vậy rằng cái đề thi này là một đề thi tốt nhất mà thầy được một angel chia sẻ các bạn nha rồi, cực quý luôn các bạn. Đà Nẵng kiếm rất là khó. Một số tỉnh kiếm cực khó các bạn. Một số tỉnh cực kỳ dễ. À, thầy xin chào tất cả các bạn nha. Rồi, thầy chào Anh Thư. À, thầy chào Anh Thư. Rồi, thầy chào Trung nha. Rồi, thầy chào Thành Nam nha. Rồi, thầy chào Thành Nam. À, à, chào Tom. Thì buổi trước đó các bạn, chúng ta đã xong những phần dưới đây. Rồi, chúng ta đã xong phần ngữ pháp các bạn nha. Là 20 câu. À, chúng ta đã xong cái phần quật form luôn nè các bạn. Rồi chúng ta đã xong cái phần cụm giới từ, cực kỳ hay nha. Và chúng ta đã xong cái phần sửa lỗi sai. Thì uh, buổi hôm nay chúng ta sẽ làm cái phần còn lại các bạn nha. Thì đây chính là phần guided close test các bạn nha, là cái phần mà điền từ vào đoạn văn mà người ta cho các chúng ta từ sẵn nha. Rồi. Các bạn lưu ý với thầy là hiện tại ở trên kênh YouTube các bạn là đã có hơn 70 đề chuyên Anh. Uh, và học sinh giỏi các bạn nha trong đó bao gồm những đề mới nhất các bạn. 3 năm đề mới nhất thành phố Hà Nội. Bạn à 11 năm Hồ Chí Minh, đề Hồ Chí Minh các bạn, mới nhất nha. Nghệ An, Đà Nệ, Nghệ An, Nam Định, à, Thanh Hóa các bạn. Và rất nhiều à, những cái năm 2021 mà thầy đã hướng dẫn rồi. Các bạn có thể là xem live trực tiếp với thầy cũng tốt và các bạn cũng có thể rằng in cái tài liệu của thầy về, bạn làm chỗ nào bạn sai bạn lên kênh tiếp của thầy, bạn xem tại sao bạn sai và thầy giải thích như thế nào và bạn hoàn thành cho thầy nhiều đó đề thầy và rất nhiều chuyên đề ở trên kênh của thầy á thầy đảm bảo các bạn là các bạn đi thi chuyên anh thi học sinh giỏi vô tư nha đặc biệt thầy có hướng dẫn hai cái đề thi olympic các bạn năm 2019 ở lớp 10 và lớp 11 đề lớp 12 và sang năm thì thầy sẽ tập trung vào đề thi học sinh giỏi lớp 12 nhiều hơn lớp 12, lớp 10, lớp 11 sẽ nhiều hơn, thầy sẽ giải đề nhiều hơn các bạn. Và các bạn còn có thầy chào Lâm Phương nha. Ở các bạn còn có des B1, các bạn còn có des B2. Thầy chào Đào Ngọc Chiến nha. Rồi thầy chào Đào Chiến nha. Rồi thầy chào Thanh Lan nha. Rồi thầy chào tất cả các bạn. Các bạn lưu ý rằng ở trên kênh của thầy có đủ để cho các bạn tự học và tự tỏa sáng các bạn nha. Vấn đề các bạn đã học hay không các bạn. Có luôn 1.000 câu viết câu, 1.000 câu vượt form dành cho các bạn lúc sau 7 các bạn. Không phải là những cái bài mà thầy đang đăng hôm nay mà trước đó đã có rất rất nhiều rồi các bạn rất rất là nhiều rồi ví dụ như bây giờ thầy làm thêm để cho nó đa dạng hơn thôi chứ những cái thầy đã làm như đó rồi bạn cứ đem tải đề nó về nó xoay qua xoay lại chỉ nhiêu đó thôi các bạn rồi rồi uh, bye bye hiền diệu nha rồi hiền diệu in hiền diệu coi lại nha chúng ta sẽ làm các bạn ở đây là hairstyle là các kiểu tóc ở đây là điền từ nha đây chính là cách sử dụng từ các bạn cách sử dụng từ và À, thông thường sẽ là collocation. Thì cái kiểu tốt các bạn, không chỉ là về cái việc mà trông rất là thông minh. Rồi. Mà nó cũng mà chúng ta cũng dụng à, sử dụng chúng để cái gì đó các bạn, để cái gì đó statements nè, để mà phát biểu về bản thân của chúng ta. Rồi, chúng ta là người sành điệu hay là không các bạn? Chúng ta là người truyền thống hay chúng ta là người lạc hậu hay là chúng ta là là người thích một cái diễn viên nào đó nha. Thì câu số 1 này Uh, đề thì thầy đã gửi cho các bạn rồi nha tóm lại là ở trên pay á, thầy gửi rất nhiều lần rồi còn nếu mà em chưa có thì em cứ inbox thầy sẽ gửi cho em 50 đề thi còn những đề khác thì em cứ trên mạng nha ví dụ đề này nè uh, trên uh, pay của thầy á, thầy có để đó các bạn sắp tới chúng ta sẽ giải đề tây ninh rồi, rồi liên uh, liên tục các đề tiếp theo các bạn cứ lên trên pay thầy tải cho thầy nha bởi vì thầy nhiều khi thầy không có thời gian để gửi cho từng bạn các bạn ở trên đó thầy có link tải bạn nào theo dõi bay của thầy á cứ thế tải về làm và thầy rất xin lỗi thầy không gửi cho các bạn một là một mạch luôn các bạn bởi vì sao là thầy chưa chuẩn bị được xong đề các bạn rồi uh, lâu lâu có bạn chia sẻ với thầy lâu lâu có bạn chia sẻ với thầy thầy mới có nha bây giờ chúng ta sẽ là các bạn ở đây bạn sẽ chọn cho thầy là câu c nha tại sao các bạn ở đây các bạn có cái từ statement nè uh, các bạn sẽ chọn thầy là max statements có nghĩa rằng uh, tuyên bố về bản thân chúng ta các bạn rồi như thầy đã hướng dẫn các bạn ha chúng ta là người uh, thời trang hay không các bạn cổ hủ hay truyền thống hay theo các ca sĩ đó thì câu số 2 các bạn chúng ta có thể cái gì đó tóc của chúng ta nè rồi dài hơn và ngắn hơn những người khác để mà đưa cái gì đó rằng chúng ta thì khác biệt và chúng ta uh, chúng ta có thể uh, làm tóc của chúng ta để mà imitation các bạn là bắt trước một cái ngôi sao nhạc bóp nổi tiếng và gì đó rằng người ta sẽ nghĩ rằng chúng ta thì thời trang thì ở câu số 1 thầy chúc mừng rất nhiều bạn nha rồi các bạn rất làm rất là chuẩn nha thầy thấy bạn Lâm Phương rồi à, bạn Ly Lê bạn Tom bạn Vũ Ngọc nha rồi đã đúng rồi bây giờ câu số 2 các bạn sẽ chọn chữ gì đây rồi câu số 2 thì nó hơi khó xíu thì câu số 2 ở đây các bạn sẽ chọn cho thầy là que các bạn vì sao chúng ta có cái từ wear our hair các bạn. Rồi, có nghĩa là để tóc. Và trong trường hợp này là để tóc dài nè. Ở đây là mang các bạn. Mang tóc của chúng ta. Có nghĩa là để tóc của chúng ta nha. Rồi, để tóc của chúng ta dài hơn. Ngắn hơn những người khác. Để ghiếp đời đó đát nha Thì ở đây ghiếp gì đó các bạn. Ghiếp cái suy nghĩ hay là cái ý nghĩa, cái thiết kế hay là cái ấn tượng ha. Thì theo nghĩa của bài. Và chúng ta có cụm từ các bạn là ghiếp. the impression chat nha. Rồi, nên câu số 3, các bạn sẽ chọn cho thầy là cái từ uh, câu D các bạn nha. Rồi, give the impression that, để mà đưa ra cái ấn tượng rằng, rồi thể hiện cái ấn tượng rằng, chúng ta thì khác với những người còn lại hoặc chúng ta uh, làm tóc của chúng ta bắt trước những cái nhân vật nổi tiếng và cái gì đó rằng người ta sẽ nghĩ rằng chúng ta thì thông minh, uh, chúng ta thì thời trang các bạn. Câu tiếp theo bạn sẽ chọn chữ gì ở đây? Thì ở đây câu số 4 các bạn. Rồi, câu số 4 bạn có cái từ propose là đề xuất nha. Rồi, thầy thấy khá nhiều bạn làm rất là tốt nha. Propose là đề xuất các bạn. Rồi, đề xuất, đề nghị nha. À cái từ hope là hy vọng, wish là ước, suggest là đề nghị các bạn. Thì theo nghĩa của bài, chúng ta hy vọng rằng người ta sẽ nghĩ chúng ta thời trang, chuẩn xác các bạn, những cái gì mà bạn mặc những cái gì mà bạn làm à, áo bạn mặc hay là tóc bạn cắt ha đều mong muốn người ta đều hy vọng người khác là sẽ khen rồi à, là đẹp là phong cách là vân vân à, chúng ta sẽ chọn câu số 4 là câu b nha thì ở nước anh các bạn trong những năm 1960 thì đây chính là 1961 62 63 64 65 các bạn rồi ở ly có nghĩa rằng à, 1234 các bạn thì cái nhóm nhạc Beatles có cái kiểu tóc là mốt he nè rồi thầy tổm, tạm dịch là cái kiểu tóc cây lau nhà các bạn nha rồi chúng ta có cái từ mop chính là cái cây lau nhà các bạn đây chính là kiểu tóc dễ lau nhà rồi kiểu tóc dễ lau nhà quá trời bạn làm rất là nhanh à, được copy bởi những chàng trai cái người mà on the whole là nói chung các bạn rồi à, bởi những cái người mà nói chung muốn và cái gì đó để mà làm shock ba mẹ của họ thì câu số 5 này bạn có cái từ require và đòi hỏi thì kỳ quá các bạn ha rồi suppose uh, và suppose to các bạn uh, chúng ta có cái từ be suppose to á là được cho là có trách nhiệm là uh, anti các bạn là ước tính ha là dự đoán thì trong trường hợp này các bạn chọn cái thầy là câu b nha rồi uh, nhìn nhìn chung muốn và mong đợi để mà làm sốc ba mẹ của họ nha rồi sốc ba mẹ của họ uh, câu số 5, các bạn chọn câu b rồi, uh, tiếp các bạn Sau đó thì cái middle class là cái tầng lớp trung lưu các bạn Rồi, cái tầng lớp trung lưu uh, Tóc cây cỏ cũng được cho tôm nha <laughs> Thầy dịch đi để cho các bạn có ấn tượng biết Đây là cái móc, đây chính là cái cây lau nhà các bạn uh, Cái tầng lớp trung lưu các bạn Ở đây là cái phong cách là hippies nè Rồi, để tóc của họ mọc dài Để cái gì đó, commitment nè Đây, câu số 6, bạn sẽ chọn cái gì Mà có cái từ commitment các bạn thì ở câu số 6 từ commitment nếu có từ make thì chọn ngay mà ở đây không có từ make các bạn ở đây là giải thích tạo ra biểu diễn show thì ở đây hợp nghĩa nhất các bạn chọn thay từ show nha nó không có cái từ make các bạn rồi thì thấy có bạn đúng nha để mà thể hiện cái sự cam kết của họ với những cái phong cách à, phong cách rất là alternative các bạn là phong cách lập dị nha đây chính là lập dị các bạn. Ở đây không phải là uh, tương tự hoặc là liên quan. Mà chính là phong cách lập dị nha. Rồi, khá nhiều bạn làm rất là ổn nha. Thì trong những năm 1970, thì uh, Heskin các bạn, rồi, đầu da nè. Đây là phong cách gì đó ha. Chúng ta bỏ trong ngọt các bạn. Cũng hơi khó dịch các bạn. Rồi, tóm lại chúng ta hiểu đây là phong cách tóc, đầu, da. Uh, đã cạo cái đầu của họ các bạn. Và cái gì đó nè. Để mà thể hiện, để mà tượng trưng cho, đại diện cho, tầng lớp công nhân, tầng lớp làm việc. Câu số 7 bạn sẽ chọn chữ gì ở đây? Câu số 7 thì bạn có cái từ cho phép thừa nhận tuyên bố nói các bạn. Thì ở câu số 7 này à thầy thấy có bạn chọn câu A. Tại sao bạn lại chọn câu A nhỉ? Để thầy xem ha. Thì trong những năm 1970 thì ở à đây chắc chắn là một cái nhóm người các bạn, bởi vì theo nghĩa ha, họ đã cạo cái đầu của họ và cái gì đó để mà tượng trưng cho cái tầng lớp công nhân câu số 7 các bạn sẽ chọn cho thầy là từ claim các bạn nha rồi và tuyên bố các bạn à, chúng ta chọn cái từ allow và cho phép để tượng trưng thì hơi kỳ các bạn bởi vì à, và cho phép thì nó sẽ không hợp nghĩa đây nha rồi và thừa nhận và nói à, nói xét tu thì nó tu vớt nó kỳ nó không đúng theo công thức của chúng ta nha rồi chúng ta có làm tu vớp các bạn và tuyên bố là đại diện cho tầng lớp công nhân và những cái người cái người mà cảm thấy bản thân của họ là một phần của cái xã hội mà trash locks các bạn rồi stress là ghê gớm kinh khủng mà locks là bị khó lại các bạn rồi có nghĩa rằng uh, và cho và đại diện cho những người mà cảm thấy bản thân của họ là một phần của cái xã hội đa văn hóa mà bị bế tắc nha thì cái gì đã fashion đây. Số 8 bạn thấy in with at on. Rồi, bạn sẽ chọn gì? In with at on các bạn. Ờ, thầy thấy số 8 là khá nhiều bạn chọn đúng rồi nha. Rồi, ở nhà bạn học á thì các bạn cứ tra cho thầy cái từ fashion các bạn. Đây, fashion. Bạn thấy người ta ghi in quá trời luôn. Đây các bạn, đây in nè, in đậm luôn. Rồi, in fashion. Tóm lại chúng ta sẽ chọn in fashion các bạn. Đây là in fashion. Khá nhiều bạn đúng nha. Trong dù cho các bạn câu nào có giữa có giữa hai dấu phẩy các bạn dịch trước nha dù cho trong những năm gần đây thì phong cách tóc của người ta rồi đã gì đó uh, bị ảnh hưởng các bạn rồi bị ảnh hưởng bị làm thêm ở đây không phải là bị chính tả nha ở đây phải là bị chính tả các bạn rồi bị ảnh hưởng bởi những icons icons là biểu tượng hoặc thần tượng các bạn bởi những thần tượng thời trang giống như là cầu thủ David Beckham, cái người mà đã thay đổi cái ngoại hình à, cái cái lúc của mình các bạn, cái ngoại hình của mình mỗi tháng. Rồi, mỗi tháng nè. Cái gì đó từ các phong cách ở mọi nơi trên thế giới. Rồi, câu số 9 bạn sẽ chọn cái gì ở đây? Thì câu số 9 bạn chọn chữ gì ở đây? Nó sẽ liên quan tới cái từ from này các bạn nha. Rồi, ở đây bạn có borrow mượn ha sử dụng ở đây là cho mượn cho mượn chắc chắn là sai các bạn rồi operating thì operating thông thường là vận hành à, phẫu thuật thì nó không hợp nghĩa các bạn thì ở câu số 9 này các bạn sẽ chọn cho thầy là câu a nha bởi vì chúng ta có cái từ borrow from các bạn có mượn nghĩa rằng bác khâm mượn cái phong cách khắp nơi trên thế giới các bạn rồi chọn thầy cái từ borrow còn cái từ use này À, chúng ta sẽ thấy rằng nó sẽ không đi với cái từ from trong cái bối cảnh này các bạn nha. Và hai chữ này nó không hợp nghĩa các bạn đã bỏ ra rồi. Hơi khó xíu nha. Câu số 10 các bạn. Thì thật vậy một cái hậu quả nha. Hậu quả hoặc là kết quả cũng được các bạn. Của cái hiện tượng của David Beckham là rằng những cậu bé này đã dành rất nhiều thời gian và tiền bạc. Số 10. Rồi. Dễ quá các bạn. Ở đây bạn có cái từ spend nè. Đây. Uh, spend time. Ben gì đó thì bạn chọn cho thầy Từ on nha Rồi đã dành thời gian và tiền bạc à, Chăm chút ngoại hình Như những cô gái các bạn Và nó thì à, Không có Kỳ lạ ha Không có khác thường cho những cậu bé Để mà cover da hair các bạn Có nghĩa rằng để mà chùm cái tóc của họ Quá nhiều gheo Rồi gheo chính là keo đó các bạn Đến nổi Nó thì cứng như đá luôn rồi chúng ta đã xong phần này bạn nào làm trên 7 câu là đạt chuẩn nha rồi bạn nào trên 7 câu là đạt chuẩn à, khá nhiều bạn làm cực kỳ ổn luôn à, khá nhiều bạn làm ổn luôn các bạn ha rồi chúng ta đã xong phần này thì cái phần đọc hiệu các bạn chúng ta có cái bài đọc tương đối dài nha các bạn hãy in đề ra à, rồi sai hai câu cũng cũng ổn rồi nha à, các bạn hãy in cái đề ra các bạn rồi in cái đề ra và các bạn làm phần đọc hiểu các bạn nha. Rồi, phần đọc hiểu chúng ta cực kỳ hay luôn các bạn. Ở đây thầy sẽ gợi ý cho các bạn nha. Rồi, đây chính là B nè các bạn. Rồi. ở à, đây chính là D nha. Rồi. Và các bạn sẽ chọn thầy câu số 3 là câu A nếu bạn nào có làm nha. Rồi, câu 4 bạn chọn thầy câu C các bạn. Rồi, có bạn nào đã làm cái phần đọc hiểu này chưa? Phần đọc hiểu khó bởi vì do cái vốn từ vựng của các bạn nhé, phần lớn là do cái vốn từ vựng của các bạn. Các bạn sẽ cần tra từ vựng nhiều, làm nhiều các bạn để nhớ từ vựng. Có những từ vựng thì gặp nó 10 lần thì mới nhớ các bạn. Vì vậy rằng bạn à, gặp nó lần đầu tiên bạn không nhớ, bạn gặp lần thứ hai, thứ ba thì cũng không vấn đề gì các bạn, không vấn đề gì đâu. À, từ vựng là vậy, bạn cứ gặp lần một, ô, bữa sau không nhớ, kể nó bữa sau gặp nó thấy quen quen tra tiếp bữa sau gặp nó từ này mình tra rồi nè nó mang máng là cái gì gì đó tra tiếp rồi lần tiếp theo sẽ đúng các bạn nha à, sẽ nhớ vĩnh viễn các bạn nha à, chúng ta có hai cái loại trí nhớ các bạn bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần này nha đây phần này các bạn đây chính là phần lâu đài alexandra phần này thì các bạn đô cố gắng đúng trên bảy từ nha bởi vì cái bài chúng ta nó không khó lắm các bạn rồi cố gắng đúng trên bảy từ rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm các bạn, chúng ta sẽ làm các đề thầy đã bỏ trên page. Các bạn cố gắng theo dõi và à, tải về làm nha. Tiếp các bạn, thì lâu đài Alexander ở phía Bắc London được xây bằng uh, kinh phí nha. Rồi, kinh phí hoặc là tiền, tiền của tư nhân. Rồi, như là một cái lâu đài của công dân, công nhân, uh, lâu đài của mọi người các bạn. Rồi, chúng ta tạm dịch, ở đây là lâu đài của quần chúng, của tất cả mọi người thì được phục vụ bởi cái gì đó các bạn rồi on station rồi cái trạm riêng gì đó nó nó được khai trương được mở vào năm 1873 và à, sau đó thì nó à, cực kỳ rồi cực kỳ đông các bạn rồi à, được tham dự nè cực kỳ đông à, cho đến hai tuần sau khi nó khai trương thì nó bị đốt cháy Câu số 1 bạn sẽ điền chữ gì đây? Rồi câu số 1 thầy tin là hầu hết các bạn sẽ làm được câu số 1 này nha. Thì ở đây là nó được vận hành, được phục vụ bởi cái trạm của riêng nó các bạn. Có nghĩa rằng nó có một cái lối đi vào á. Uh, station chính là nhà ga Có một cái lối đi riêng vào trong cái nơi của nó luôn Rồi khá nhiều bạn chuẩn nha Rồi thầy thấy Lâm Phương, Tom Rồi thấy Lâm Phương, Tom, Gia Liêm, Vũ Ngọc, Anh Thư Và và rất nhiều bạn nha rồi và rất nhiều bạn à, Tiếp các bạn Đây Nói về đốt cháy nè Nó được thay thế bởi một cái tòa nhà lớn hơn một chút xíu các bạn Rồi slightly là lớn hơn chút xíu Có nghĩa rằng xây uh, lên cái khác các bạn Rồi lớn hơn chút xíu thôi Cái mà khai trương trong năm 1975 Rồi gì đó mà đây là động từ các bạn nha Đây chính là động từ nè Đặc điểm uh, rất là nhiều điều là một cái bộ phận một cái bộ phận ha, một cái khu vực rất là hoành tráng và ở đây Crayton là cái sân đường rất là lớn. Thì câu số 2 các bạn sẽ điền chữ gì đây các bạn? Thì ở đây là động từ nha. Bạn nào quan sát được nha, bạn nào quan sát câu số 2, quan sát tốt bạn sẽ làm tốt phần này. Ở đây bạn có cái từ which. Này các bạn. Đây là which. Rồi. Cái mà mở đây các bạn là khai trương các bạn trong năm nay thì chỗ đây nó cho một cái động từ tiếp luôn thì chỗ này bạn sẽ nghĩ ngay tới là từ n nha bạn phải quan sát các bạn bạn phải quan sát cái mà mở trong năm này và có đặc điểm là à, có đặc điểm rất là nhiều thứ các bạn trong đó là cái bộ phận rất một cái khu vực rất là hành tráng và cái sảnh đường rất là lớn ở đây lại dấu phẩy nè rồi lại dấu phẩy và động từ rồi câu số 3 bạn sẽ chọn cái gì ở đây các bạn rồi thầy chào Bảo Thanh nha Rồi chào Bảo Thanh Bảo Thanh làm xiên quá nha Câu tiếp theo à, Câu tiếp theo Bạn sẽ chọn chữ gì ở đây các bạn Thì câu số 3 này Các bạn sẽ chọn cho thầy Sảnh đường lớn Cái mà kích cỡ của một cái pitch Các bạn có cái từ football pitch Chính là cái à, Cái sân đá banh này các bạn Mà thông thường là cái sân ở cái rìa bên ngoài Tính cả cái rìa bên ngoài luôn đó các bạn Rồi kinh khủng, nó rộng kinh khủng vậy Thì ở đây chính là trừ which các bạn nha rồi cái mà có kích cỡ bằng à, không chọn được chữ d được nha à, chúng ta sẽ không chọn được chữ d được à, chúng ta sẽ cần một cái uh, từ làm object ha làm object cho cái câu này rồi đúng rồi các bạn bạn cào làm đúng trên bảy chữ là đạt nha tiếp thì bất chấp cái uh, range các bạn đây range of nè À, có nghĩa rằng rất nhiều sự đa dạng một cách phi thường một cách ngoạn mục các bạn một cách ngoạn mục nha của các sự kiện được à, dùng làm sân khấu bạn là cái nơi này được dùng làm sân khấu ở đó từ cái show diễn của những con chó đến những cái buổi hòa nhạc à, rất là hành tráng và những cái bắn quiz là những cái buổi tiệc rất là lớn các bạn từ cái việc mà elephant display có nghĩa rằng À rồi, displays là cái sự trưng bày hoặc là cái buổi biểu diễn voi, rồi tới những cái trận đấu xe đạp. Câu số 4 bạn sẽ chọn chữ gì ở đây? Rồi câu số 4 bạn có cái từ range of ở đây, bạn sẽ chọn cho thầy cái từ range bạn thấy nó đi với cái từ white. Rồi, rất nhiều sự lựa chọn các bạn. Đủ thứ trên đời luôn. Tiếp các bạn, thì nó à, luôn luôn vận hành mà bị lỗ nha. Rồi nó luôn luôn bận vận hành mà bị lỗ tiền Có nghĩa rằng thu không đủ bù chi Và vào năm 18 Và trước à, năm 1877 các bạn Mất đây Mất rồi số 5 Rồi số 5 bạn sẽ chọn cái gì Thì ở câu số 5 này Bạn nào quan sát được nha Rồi bạn nào quan sát được câu số 5 này thì ở đây bạn sẽ thấy rằng chúng ta có từ mất các bạn. Rồi ở đây bạn có danh từ cũng tương tự như là bạn thấy là sum danh từ many danh từ có chữ đờ vậy thì bạn sẽ chọn chữ gì rồi bạn sẽ chọn chữ gì à, tóm lại bạn thấy từ sum phía sau có đờ có his có danh từ rồi hoặc là à, phía trước có từ many phía sau có có đờ có danh từ vân vân bạn cứ chọn cho thầy từ of nha rồi bạn nào chọn từ of thì mới đúng nha bạn nào chọn từ of thì mới đúng Uh, không chọn từ many nha uh, Từ ờ từ, uh, nha các bạn có many ờ uh, cộng danh từ số ít nhưng mà không có đờ ở đây sẽ chọn cái từ ọc nha rồi ọc các bạn rồi uh, chúng ta sẽ qua coi theo các bạn o nhưng bắt buộc phải có chữ đờ nha lưu ý các bạn thì rất nhiều xung quanh cái công viên vòng quanh nó các bạn gì đó đã được bán uh, cho những nhà thầu uh, những nhà thầu đầu cơ tích trữ các bạn đầu cơ có nghĩa rằng mua đó để đó cho chơi, chơi vậy các bạn chờ giá cao mới bán rồi thì ở câu số 6 này bạn thấy đây là vấp 3 và à, đây là pin cộng với 3 các bạn thì người ta gợi ý cho chúng ta chỗ này sẽ là bị động nha rồi đây sẽ bị động các bạn thì chắc chắn một chữ nào đó mà bạn điền của đó mà nó ra nó ra câu bị động các bạn chắc chắn không thể nào là hết rồi chỉ có thể là chỗ này chỉ có thể là hết các bạn không thể nào là hết được bởi vì chúng ta đang nói tới trong thời điểm quá khứ xảy ra xảy ra rất là lâu và ở đây bạn nó còn có từ ba này các bạn nè rồi khá nhiều bạn chuẩn nha rồi tom chuẩn ha rồi à, lâm phương vũ ngọc bạn trung bạn không có tên nha bạn trần nhi bạn gia Linh bạn anh thư rồi và rất nhiều bạn khác nha à, chúng ta sẽ qua có theo các bạn để lại một nửa À, để lại chỉ còn một nửa mảnh đất ban đầu thì trong năm 1990 một cái Ủy ban được bổ nhiệm rồi được bổ nhiệm có cái nhiệm vụ cơ bản là nhiệm vụ quan trọng là gì đó các bạn để mà điều khiển cái điều hành cái lâu đài và cái công viên này thì ở câu số 7 này các bạn à, các bạn thấy rằng ở đây câu số 7 này bạn sẽ điền một cái gì đây các bạn À, bạn nào mà nghĩ ngay nghĩ rằng ở đây là was run là được điều hành là sai các bạn ở đây chữ run là điều hành nó không có dùng bị động các bạn phải là chủ động mà đây giữa hai động từ và chúng ta dịch các bạn thấy nè có nhiệm vụ là là để các bạn rồi sẽ là tu nha rồi khá nhiều bạn là tu đúng rồi nè là để rồi là để điều hành cái này các bạn cho cái việc sử dụng miễn phí của người ta mãi mãi rồi của công dân mãi mãi các bạn. Ở đây bạn thấy nè, giữa hai dấu phẩy chúng ta dịch trước các bạn nha. Rồi, giữa hai dấu phẩy của các bạn dịch trước, các bạn dịch sau các bạn sẽ khó làm câu này các bạn. Câu số 8 này bạn sẽ sử dụng chữ gì ở đây? Nhiều khi các bạn không hiểu nghĩa câu các bạn vẫn làm đúng câu số 8 này nha. Thì ở phía trước nói các bạn là để điều hành miễn phí cho những người dân mãi mãi. Ở đây bạn thấy nè, có quyền để mà thu vé vào cổng thì chỗ này các bạn sẽ chọn cho thầy là tuy nhiên rồi however bởi vì hai cái vé nó ngược các bạn however tuy nhiên họ vẫn có quyền để mà tính tiền vào cổng nè for entry Chứ là vào cổng đó, các bạn là bán vé vào cổng á để uh, những cái chi phí uh, đáng kể này có thể được cover có nghĩa rằng có thể được Uh, cover có nghĩa rằng có thể được chi trả nha là tiền điện tiền nước tiền nhân viên tùm lum các bạn rồi substantial cost điện nước nhân viên vân vân rồi khá nhiều bạn đúng nha rồi chúng ta sẽ dùng cái từ however các bạn nha rồi however bạn thấy nó giữa hai dấu phẩy nha nó nằm giữa hai dấu phẩy các bạn hai uh, dấu phẩy nè however thì cái cung điện này tiếp tục các bạn với những cái mức độ uh, varying các bạn là không chắc chắn nha hoặc là dao động uh, với cái mức độ mà thành công không chắc chắn các bạn có nghĩa rằng lúc nào cũng lỗ hết uh, hụt hơi uh, như là một cái trung tâm giải trí thì trong những năm 1930 nó thì rõ ràng là cái nơi uh, notable là nổi tiếng nhất các bạn vì là nhà của cái nhà của cái kênh truyền hình TV uh, HD đầu tiên của thế giới các bạn. ở đây bạn thấy cái từ high definition nè, rồi high definition nhớ cho thầy nha. bạn nào mà xem TV á, bạn thấy cái từ xem full HD, HD có nghĩa rằng high definition các bạn, có nghĩa rằng uh, đây chính là một cái chỉ số mà gọi là uh, trong suốt các bạn. Rồi HD chính là high definition là trong suốt uh, của cái uh, phát uh, phát thanh ti truyền hình mà rất là rõ nét các bạn. Thì trong năm 1980 cái tòa nhà này đã từng đã từng bị phá hủy bởi lửa và tiếp tục là biến thành một đống cho tàn. Thì ở câu số 9 này ở câu số 9 này bạn nào hiểu nghĩa thì mới làm được nha hiểu nghĩa các bạn bởi vì hiểu nghĩa là bạn nhớ nha bạn hiểu nghĩa bạn phải nhớ ở trên đây các bạn ở trên đây nè nó cháy một lần rồi các bạn ở trên đây nè nó bên đau một lần rồi không hiểu sao chỗ này nó cái thời tiết nó nó, nó tốt nó cháy hoài các bạn ở đây là bên đau còn dưới đây các bạn bây giờ nó cũng cũng bị cháy luôn thì ở đây chính là once more các bạn rồi once more rồi bạn sẽ điền thầy once more hoặc bạn có thể điền là one again cũng được nha. Rồi. One again các bạn. Tóm lại. Một lần nữa. Bị cháy. Rồi. One small. Hoặc là one again nha. Rồi. Bạn nào là làm được cái chỗ này. Có nghĩa rằng. Chú ý khúc này đó nha. Rồi. Bởi lửa. Và nó bị ấy luôn các bạn. Thì nó. Cái gì đó các bạn. À, sau đó quyết định để mà khôi phục nó. Và tạo ra. Tạo thành một cái trung tâm triển lãm cho. Cộng đồng. Như là nhà hàng. Và câu lạc bộ tập thể dục câu số 10 này bạn sẽ chọn chữ gì các bạn? Câu số 10 này bạn nào quan sát nha. Bạn nào quan sát. À, cái từ one small này các bạn. Nó là một cái trạng từ hai chữ này đấy các bạn nha. Nó được tính là một cái trạng từ rồi các bạn nha. Rồi nó đứng giữa hai động từ một cách bình thường các bạn không cần vấn đề gì hết nha. Thì câu số 1 nó quyết định thì nó không thể nào quyết định được các bạn. Rồi nó không thể nào quyết định được nha. Rồi nó cháy hai lần các bạn. Thầy không hiểu sao nó cháy hai lần chỗ này nó cháy gì nó cháy kinh khủng thế không biết. Câu số 10 chắc chắn chỉ có thể là một cái động từ các bạn. Ở đây sẽ là worse thôi. Bởi vì để cho nó ra bị động các bạn. Nó sau đó được quyết định ha. Rồi, nó sau đó được quyết định các bạn. Chỉ có thể là worse, không có từ nào khác. Chúng ta đã xong. Bạn nào làm xiên đếm thử coi mình đúng bao nhiêu câu nha. Rồi, ở đúng được 7 câu là chuẩn các bạn nha. Rồi, đúng được 7 câu là chuẩn các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 1 phần viết câu nha. Rồi, thì thấy anh Thư Vũ Ngọc đúng nha. Rồi, Gia Linh đúng nè. Và rất nhiều bạn đã chuẩn câu này nha. Rồi, và rất nhiều bạn đã chuẩn cái phần này. Bây giờ chúng ta sẽ qua à, à bạn Trung sai cả hai nè. Rồi, 6 trên 10. À, cơ bản 6 trên 10. Giờ chưa đạt chuẩn lắm nhưng mà vẫn ổn nha. Trên trung bình các bạn. Đây, cái nhà hát này thì practically. Uh, practically uh, có nghĩa rằng thực tế là các bạn rồi thực tế là uh, rồi nó mang nghĩa như vậy các bạn rồi cơ bản là trống rỗng mới nói là thực tế là trống rỗng rồi yếu thì bốn uh, câu ha rồi lên trang đúng bốn câu cố gắng em nha cố gắng nha cố gắng chọn cái phần này trong cái đề thi chuyên của thầy á như thầy đã nói với tất cả các bạn á là là trên kênh của thầy có rất là nhiều rồi bạn in tài liệu về inbox thầy lấy 50 đề về làm đi bạn không cần phải đi đâu xa hết các bạn cứ làm 50 đề đi không nhất thiết là phải theo dõi thầy những cái đề thế này à, có thời gian thì theo dõi tốt các bạn học học nó trực tiếp nó tốt còn nếu không thì bạn cứ học chủ động nha bởi vì những kênh thầy có tới 70 đề rồi bạn là học có năm đó các bạn rồi toàn những đề Hồ Chí Minh Hà Nội đặc biệt luôn các bạn rồi cơ bản rằng bí quyết là cày, xiên, chăm, nha. Rồi em phải chăm chỉ em làm, rồi em phải làm đều. À, không phải rằng à, chúng học bù rồi các bạn. Tóm lại ngày nào cũng các bạn phải làm, làm xiên. À, bí quyết thì ở đây là bạn nào mà thích tiếng Anh, đó, tự nhiên sẽ giỏi tiếng Anh nhiều nha. À, các bạn rằng tiếng Anh nó sẽ yêu bạn như bạn yêu nó, bạn ghét nó nó ghét bạn. Bạn yêu nó tối trước khi bạn ngủ bạn nhìn nó một cái, rồi bạn tới bạn xem nó một cái bạn chúc nó ngủ ngon cái bạn mở cuốn vở ra cái bạn thích nó thì bạn mới làm được như vậy bạn thích nó thì bạn sợ cuốn vỡ mình nó bị nhăn bị dò đó ha bạn chăm sóc nó tự nhiên bạn giỏi à câu số 1 các bạn rạp hát này hoàn toàn trống rỗng nha thì ở đây có nghĩa rằng không có người nào trong rạp hát này ở đây bạn thấy câu trên dùng quá khứ ở đây dùng lại quá khứ ở đây các bạn sẽ dùng cái từ hát ly, bởi vì cái từ Harley người ta cho các bạn. Rồi, there was. Ở đây chính là was uh, Hartley. thì ở đây không có ai các bạn sẽ chọn cho thầy là anyone nha rồi anyone bạn cũng có thể dùng anybody các bạn rồi in the theater rồi in the theater uh, các bạn có thể dùng in ở đây cũng được mà các bạn dùng at đây cũng được các bạn rồi in the theater nói chung hoặc là at chúng ta dùng at để mà xác định cụ thể tại đó luôn cũng được các bạn và bạn không thích thì bạn hãy dùng cái từ anybody đây nha rồi any uh, anybody chúng ta đã xong các bạn rồi uh, hardly uh, không dùng hardly people nha thầy thấy các bạn hardly people là, là không đúng nha rồi tại sao hardly không people đúng stay up to to in the morning to read rap rap is quite embarrassing rồi <laughs> rồi bảo thanh làm xiên ha rồi tiếp các bạn tiếp các bạn à, uh, không dùng Hartley bạn không dùng cho thầy Hartley people nha bởi vì cái từ Hartley nó sẽ đi với anyone anybody các bạn Hartley anything à, vân vân à, tiếp các bạn rồi câu tiếp theo rồi câu tiếp theo à, là câu số 2 nó sẽ không giúp không có ít các bạn nếu Tania đi tới xem giám đốc nha rồi lại một câu mà chúng ta gặp hoài các bạn thì đây chính là đe không ích chi không có lợi gì thỉnh thoảng bạn người thấy được off nè tuy nhiên người ta không có dùng các bạn các bạn đừng có dùng nha à, từ điển người ta vẫn chấp nhận từ off nhưng mà các bạn đừng có dùng rồi ở đây chính là no point no use nha như chúng ta đã hay làm rồi ở đây chính là no no point hoặc là no use à, no point no use hoặc là no good các bạn nha rồi bạn sẽ thấy người ta dùng cái từ in hoặc là không in in gì các bạn à, sẽ không có xg không có lợi gì trong việc để gặp cái người giám đốc. Thì ở đây bạn phải sử dụng cho thầy một cái vấp in chỗ này nha. Lưu ý thầy. Rồi bạn nào không có in để chặt lất á. Chúng ta sẽ lôi cái vớp ở đây các bạn. Đây. In. Bạn sẽ viết thế này. À, bạn nào viết cái này sẽ đúng nha. Rồi. Bạn nào sẽ viết thì sẽ đúng. Thầy thấy khá nhiều bạn. Bạn đúng luôn. À, tiếp các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu tiếp theo các bạn nha. Câu số 3 đây thì cô ấy đã làm việc rất chăm chỉ ở trong vườn. Ở đây bạn người ta cho các bạn từ deal nè. Thì từ deal thì bạn sẽ nghĩ tới cho thầy uh, những cụm từ liên quan nó các bạn nha. Rồi, a great deal, a great deal of, uh, a great deal of hay là a good deal, rồi hoặc là deal with vân vân. Thì theo nghĩa của bài này, các bạn sẽ sử dụng cho thầy là a great các bạn. Rồi, a great deal of. Rồi, bởi vì trong đây là rất là chăm chỉ các bạn Thì cô ấy đã làm rất là nhiều Công việc các bạn Rồi công việc nha Ở đây work biến thành danh từ Rồi biến thành danh từ thầy Ở trong vườn có nghĩa rằng cô ấy làm việc Rất là chăm chỉ nha Rồi chúng ta bắt buộc phải sử dụng cái cụm từ này các bạn Rồi A great deal of uh, Tania đâu ta Tania đâu Rồi chỗ nào Tania ta rồi chúng ta sẽ ở Tania bỏ hả thầy? Yeah. À Tania đây ha. À đây rồi có Tania. Rồi không bỏ được các bạn. Không bỏ được nha. Rồi các bạn sẽ không bỏ được các bạn. À, bạn phải bỏ vào vào nha. Rồi à, bỏ vào các bạn. À, đúng rồi. Thầy cảm ơn bạn nha. Rồi thầy cảm ơn bạn. Chúng ta không có bỏ cái từ Tania được các bạn. Bởi vì bỏ thì nó sẽ nó sẽ không có hợp nghĩa nha. Rồi, thầy cảm ơn bạn đã nhắc nha. Rồi, tha bạn bỏ ở đâu. Nhớ cho thầy nha. Thì bạn thấy rằng thông thông thường lâu lâu á bạn thấy rằng cái từ s nè. Ở đây hoặc là bạn thấy cái từ ao ở đây. Rồi, và ở đây các bạn sẽ bỏ cái thầy cái từ tha ni ở đây các bạn nha. Rồi, i tha ở đây. Tóm lại bỏ ở đây cho thầy nha. Rồi, đây các bạn. À, chúng ta sẽ qua câu tiếp theo các bạn. À, câu số 4 nha. Đây, câu số 4 đây. Rồi, câu số 4. Thì bạn có thể mượn máy tính của tôi, nhưng bạn phải chăm sóc máy tính của tôi. Đừng có làm trầy. Ý là vậy các bạn. Thì bạn có thể mượn máy tính của tôi. Ở đây, bạn có thể dùng. À, ở đây người ta cho các bạn từ S ha. Rồi, bạn có thể dùng cái từ SO nè. Hoặc là S nha. Rồi, và lon các bạn. S rồi, chúng ta có là so long as hoặc là as long as các bạn. Nó mang ý nghĩa là miễn là. Rồi, miễn là bạn chăm sóc nó. Ở đây là bạn nè. Rồi, miễn là bạn chăm sóc nó các bạn. Ở đây bạn sẽ không có dùng cái từ must nữa các bạn nha. Rồi, tóm lại nhớ cho thầy. So long as, as long as là miễn là. Rồi, bạn nào viết như thế này sẽ đúng nha. Rồi, à, không có for nha. Không có for không có for nha Linh Trang nha không có for rồi good in Tania go in luôn rồi tiếp câu số 5 các bạn tiếp câu số 5 đây bạn nên ngừng đi tới cái buổi nhạc buổi hòa nhạc vào ban đêm rồi bạn nên ngừng ở đây có ta cho các bạn từ time nha rồi ở đây chính là các bạn sẽ gặp cái câu mà đã đến lúc các bạn rồi x rồi bạn thấy ta ghi rằng x hai có hai hoặc không các bạn. Các bạn có 2 hoặc không. Rồi, x2 đã nhấn mạnh thôi các bạn. Hoặc là x ở bao. Rồi, x2 hoặc x ở bao time các bạn. Đã đến lúc. Rồi, nếu như động từ nếu bạn dùng á. À, nếu bạn hãy dùng nha. Bạn hãy dùng là for someone ở đây nha. For someone ở đây cũng được các bạn nha. Tuy nhiên câu này người ta bắt buộc chúng ta dùng chủ ngữ các bạn. Đã đến lúc bạn. Rồi, lưu ý chỗ này. Quan trọng nhất là chỗ này các bạn. Bạn phải dùng quá khứ cho thầy nha. Stop. Rồi. Stop. Bạn phải sử dụng thi quá khứ cho thầy nha. Rồi. Stop. Go in. Uh, too late. Night concerts Rồi. Bạn sẽ viết thế này nha. Thầy thấy rằng có bạn dùng là đã đến lúc cho bạn để. Uh, to stop. going in. Đã đến lúc cho bạn thì bạn sử dụng cấu trúc đó cũng được nha. Tuy nhiên, để lại xem nó có cùng nghĩa hay không, các bạn. Rồi nếu như bạn viết cấu trúc đó, thì bạn sẽ viết rằng, "it's time for you uh, to stop", rồi "go in uh, to late". Rồi nếu vậy thì bạn viết uh, "for you", rồi được luôn nha. Rồi chuẩn luôn. Tóm lại, bạn sẽ có hai cách thầy thấy rằng bạn Phương Anh viết là x 2 time for you là stop là là không đúng Phương Anh nha. Phương Anh 1. Bạn Anh Thư. Bạn Anh Thư uh, chú ý cho thầy nha, không có for you stop go y nha. Các bạn nha uh, không có nhầm nha, thầy thấy rằng các bạn bạn nhầm nè. Rồi. Thầy thấy rằng bạn Anh Thư và bạn để xem bạn Anh Thư và bạn bạn Vũ Ngọc thì đúng nè. Vũ Ngọc thì đúng. Nhưng mà Phương Anh thì chỉ cần bỏ từ for thôi. Tóm lại x time bạn có hai cách, hai cách viết các bạn. Một là bạn sử dụng chủ ngữ ở đây. Thì đây sẽ là động từ quá khứ. Hai thì bạn sử dụng thay là for someone to do something. Tóm lại là hai cách viết. Nhớ nha, nhớ nha. Rồi tiếp các bạn câu số 6. Câu số 6 đây các bạn. Đây, câu số 6 đây. Rồi câu số 6 đây các bạn nha. Rồi câu số 6 đây. Rồi ờ, chờ xíu. Rồi câu số 6 đây các bạn. À, câu số 6. À, từ từ nha. Đây câu số 7 đây đây sẽ là câu số 7 đây sẽ là số 8 đây 8 8 đây rồi 6 7 8 à, câu số 6 để thầy 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 cái file của thầy nó bị lỗi xíu các bạn rồi đây rồi chúng ta qua câu số 6 các bạn đây số 6 đây số 6 xong rồi chúng ta sẽ tới câu số 7 và chúng ta sẽ tới câu số 8 các bạn và chúng ta sẽ tới câu số 9 rồi số 10 đây rồi số 6 các bạn nha tôi nghĩ bạn chấp nhận cái lời uh, offer của chúng ta thì có nghĩa rằng khi nói như câu này các bạn khi nói câu này có nghĩa rằng uh, hầu như là ngược lại các bạn nha tôi nghĩ là như vậy các bạn thì ở đây bạn sẽ chọn cho thầy cái từ under I were un, uh, under the impression các bạn nha rồi I were under impression that rồi, cơ bản rằng under the impression có nghĩa rằng uh, cứ nghĩ rằng các bạn, nó mang có nghĩa rằng cứ nghĩ rằng. Rồi, cứ nghĩ rằng nha. Rồi, under the impression bạn nào là under sẽ đúng nha. Ờ ở chữ hết, vũng tao Vũng tao hay chữ hết rồi nha. Lớp em vào playlist em vào playlist right em tìm nha thì em mới tìm trọn vẹn được nha, còn em tìm bình thường thì em sẽ tìm khó, khó trọn vẹn lắm nha tiếp các bạn rồi chúng ta sẽ qua cái tiếp theo à, có theo các bạn rồi cái cửa này là một cái cửa khẩn cấp các bạn và không bao giờ được khó ở đây bạn có cái từ on on gì các bạn rồi on no a cao nó sẽ gần như tương tự như là under các bạn rồi under no under no circumstances rồi under no cao các bạn nhé rồi đảo ngữ các bạn nha. Chỗ này các bạn sẽ đảo ngữ nè. Nhớ thầy là ở đây hai chữ này nha. Bạn nào xem muốn học đảo ngữ thì bạn có xem youtube 19 đến xem xem một xe hai nha. Rồi đảo ngữ nè. B lock. Rồi đảo ngữ đây các bạn. Thì ở câu số 7 này à, chúng ta sẽ đảo ngữ. Ở đây là must các bạn. Rồi ở đây là must. À, uh, must be lock á. Thì các bạn sẽ dùng cho thầy là must. À, uh, must. À, uh, did do. Rồi uh, did do các bạn. B, từ từ, rồi đo, B block, rồi, tóm lại, bạn sẽ viết như thế này nha, rồi, impression, rồi, thầy cảm ơn bạn nha, đây, impression, rồi, thầy cảm ơn, à, thầy cảm ơn Linh Trang nha, rồi, impression, đúng rồi, rồi, thầy cảm ơn Bảo Nam nha, rồi, thầy cảm ơn bạn, Bảo Nam, rồi, à, bạn không nên dùng từ suốt nha, bạn nên, bạn nên dùng cái từ must cho nó, cho nó chắc, rồi, cánh cửa này à, Dưới bất kỳ trường hợp nào à, Không có trường hợp cái cửa này Phải được khó Bạn dùng từ suốt thì vẫn được nha Rồi, cánh cửa này là một cái này, à, Không bao giờ được khó Tóm lại chúng ta dùng lại cái động từ của nó Thì sẽ tốt hơn Tuy nhiên trong câu này bạn dùng từ suốt thì vẫn được nha Rồi, bạn dùng từ suốt vẫn được các bạn à, Câu tiếp theo các bạn Câu số 8 nha Rồi, câu số 8 cái sự loan các bạn loan chính là cái sự đưa ra thị trường cái sản phẩm mới này được lập thời khó biểu cho cuối tháng 8 rồi ở đây chính là e schedule các bạn rồi chúng ta học rồi on the point on the verge quá trời rồi các bạn rồi on the point of on the verge of hoặc là be due to hoặc là hoặc là be to v1 v1 nha để diễn tả tương lai thì ở đây bạn sẽ sử dụng cho thầy là is e rồi is e due to các bạn nha rồi is due to rồi is due to nè thì ở đây is due to rồi đó bạn đã có được cái yếu tố tương lai và bạn nào phải dùng bị động ở đây mới đúng nha có nghĩa rằng được đưa ra các bạn các bạn có cái từ loan này nè nó vừa danh từ vừa động từ ở đây bạn phải loan thêm ed cho hay rồi uh, sgn of august rồi các bạn sẽ viết thế này nha rồi. Thì thầy thấy khá nhiều bạn viết rất là ổn nha rồi khá nhiều bạn viết là ổn luôn à, bây giờ chúng ta sẽ qua câu tiếp theo các bạn rồi chúng ta sẽ qua câu tiếp theo các bạn nhớ destination b b c 1 c 2 các bạn nha unit 5 à, chúng ta đã học cái cách nói tương lai cách nói tương lai năm cách các bạn nha ngoại trừ những cách mà chúng ta hay, hay gặp rồi tiếp các bạn câu chính đây Sally chỉ ra tuyệt đối không sợ khi leo bức tường có nghĩa rằng Sally hoàn toàn không sợ leo bức tường các bạn thì ở đây Sally show số gì các bạn rồi thì ở đây Sally là Sally show cái disregard các bạn rồi đây cái dis disregard bạn có cái từ disregard các bạn ha là không có sợ gì hết thể hiện cái sự không tôn trọng các bạn rồi, có nghĩa là không có sợ gì hết. Mà cái không sợ này nó như thế nào các bạn? Ở trong bài chúng ta, người ta cho chúng ta cái từ absolute. Rồi, absolute. Bạn biến nó thành cái tính từ nha. Rồi, show cái absolute disregard các bạn. Rồi, nó à, không đếm được nên là các bạn không có à, cần mẫu tự ở đây. Quan trọng nhất là ở chỗ này các bạn. Ở chỗ này các bạn sẽ dùng giới từ gì ở đây nè. Rồi. Một chữ thôi nhưng sẽ quyết định là bạn sẽ đúng hay sai nha. Một chữ thôi nhưng sẽ quyết định là bạn sẽ đúng hay sai. À, câu táo hồi nãy thầy dịch rồi nha. Cái việc à, đưa ra thị trường cái sản phẩm mới này được lập thời khó biểu vào cuối tháng 8. Có nghĩa rằng người ta lập thời khó biểu, người ta lập lịch vào cuối tháng 8 để đưa sản phẩm này ra thị trường. Rồi, à, câu số 9 các bạn. Ở đây, à, bạn nào chọn... Chữ gì đây? Thầy ghi cái từ disregard nè. Nó sẽ quyết định được rằng... bài đúng hay sai con này nha. Một chữ thôi các bạn. Đây, bạn nhìn nha. Thì khi thầy tra ra, bạn thấy rằng ta cho chúng ta là disregard for. Tóm lại, bạn nào không for, thầy xin chi buồn các bạn. Bạn nào không for, thầy xin chi buồn. Rồi, để thầy xem. Để thầy xem, bạn nào không for nha. Rồi. Rồi, bạn nào không for. À, bạn nào không pho thì thầy xin chi buồn Rồi quá trời bạn là không có pho các bạn Không có pho Rồi không có pho Tiếp các bạn Không tôi không Tôi thật sự không muốn bạn để ở đây Sophie nói Rồi Sophie nói À tôi thật sự không muốn bạn để ở đây Sophie Anh nói Rồi có nghĩa là sao các bạn Rồi có nghĩa là sao Thì câu số 10 này em không có for ha rồi chị chỉ châu không có for ha đấy là thầy nhiều nhiều bạn comment quá nên thầy không có à, thầy không có thấy thì không tôi thật sự các bạn à, không muốn bạn ở ở đây sophia thì an mới gì các bạn thì nếu bạn nào viết thì an từ chối an từ chối nếu mà bạn viết cái từ từ chối các bạn thì bạn rất khó sử dụng cái từ stay in nè rồi nếu bạn viết cái từ refuse bạn sẽ rất khó sử dụng cái từ stay in này bởi vì refuse bạn thấy rằng người ta dùng với ở tu vớp nha rồi thì ở đây bạn nghĩ ở đây bạn có cái từ really Thầy đặc biệt là ở đây có cái từ really tôi thật sự thật sự thật sự không muốn các bạn có nghĩa rằng an insistent các bạn insistent an khăn khăng khăng rồi an khăn khăng khăng các bạn rồi. Thì an khăng khang à, à, trên cái việc các bạn. Rồi, không. Cái à, on của in nè. Rồi, ở đây sẽ là stay in. Rồi. An khăng khang là không có à, ở cái đêm này stay in the night at Sophie house. Anna khăng khang không stay the night ở nhà của Sophia. Rồi. À, cái này là tính từ nha. Cái này là tính từ các bạn. Cái này là tính từ. À, tính từ các bạn. Còn cái này là tính từ nha. Rồi, cái này là tính từ. Thì cái này là danh từ nha. Vì vậy rằng absolute đúng rồi nha. Rồi. Anna thì không không là không ở À, ở cái đêm đó ở nhà của Sophia Rồi à, Bạn sẽ viết dùng cái tử này nha Nhớ thầy absolute Đây chính là tính từ disregard là danh từ các bạn Nên chúng ta dùng cái từ absolute nha Đây chính là danh từ các bạn Rồi danh từ Còn kia là adjective Rồi uh, the, uh, Doesn't agree à, Không được nha Nếu mà didn't agree chứ nhưng mà I didn't agree. À nếu em dùng didn't agree thì nó sẽ không có diễn tả được cái từ really đây nè. Ở đây các bạn, nó không có diễn tả được cái từ really nè. Không. Mà chỗ này bạn thấy là không luôn. Không, tôi thật sự không. Chỉ có insist thôi ha. Rồi. À, bạn chọn cái từ agree sẽ không phù hợp nha. Rồi. Rồi. Thầy cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi nha. Rồi, thầy cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Và thầy sẽ hẹn các bạn ở cái đề thi Tây Ninh. Ở đây không phải từ chối à, anh thư nha, ở đây không phải từ chối em. à, à deny không à, nếu mà em chọn là ăn từ chối à, ở cái đêm ở nhà của Sophia. Như thầy đã nói rằng trong câu này của chúng ta cái nghĩa rất là mạnh các bạn giả sử như trong câu này bỏ đi cái từ really rồi bỏ đi cái từ really nè và bỏ đi luôn cái từ no uh, I don't want to stay deny. thì em sử dụng được cái từ deny bị mức độ nó đúng nha à, mức độ nó đúng nha đề tây ninh đề tây ninh thầy đã bỏ trên hay rồi nha các bạn hãy tải về bạn nào quan tâm tải về làm nha hẹn các bạn vào thứ sáu nha thứ sáu thầy sẽ hướng dẫn các bạn làm đề tây ninh rồi thứ sáu à, mai mai không ngọc nha mai thầy bận xíu em à, thứ sáu thầy sẽ hướng dẫn các bạn luôn cái đề tây ninh và thứ sáu mấy giờ thầy sẽ báo các bạn sau nha rồi thầy bye bye à, lâm phương rồi à, viết luận thì à, các bạn cần đọc lý thuyết nha thầy thấy rằng viết luận ở trên mạng rất là nhiều các bạn à, cơ bản là chỉ nhiêu đó thôi rồi thầy cảm ơn các bạn thứ sáu thầy sẽ hướng dẫn các bạn hoàn thành luôn đề tây ninh 100% một video các bạn rồi thầy cảm ơn các bạn nha rồi cảm ơn các bạn rồi thầy gna các bạn rồi thầy gna tất cả các bạn nha rồi cảm ơn các bạn theo dõi đặc biệt là các bạn phát biểu rầm rầm rồi à, phát biểu rầm rầm rồi thầy bye bye tất cả các bạn các bạn hãy uh, hãy đem đề tây ninh về uh, in ra làm đi nha rồi rồi bye bye xin chào tất cả các bạn gna tất cả các bạn nha rồi thầy thầy uh, thầy off đây rồi này các bạn à, được nha sách em mua đây của cái thầy uh, thầy mai thành sơn á sách ra của thầy mai thành sơn được có nha linh nha à, trang nha em mua đây 99 000 thầy thấy xài được lắm á à, nó phù hợp giá luôn à, lê cái inbox của thầy đi nha rồi đi lê inbox của thầy đi lê ơi rồi rồi thầy xin chào và tạm biệt tất cả các bạn hẹn gặp các bạn vào thứ sáu nha rồi à, hẹn thứ sáu các bạn à, hẹn thứ sáu nha rồi hẹn sáo các bạn rồi xin chào và tạm biệt tất cả các bạn